Mạc Hồng Quân và cuộc sống hiện tại gây choáng sau nhiều năm Ly Kiêu không cho gặp con. Chuyện tình cảm giữa Mạc Hồng Quân và Ly Kiêu từng là tâm điểm của báo chí, ngay cả sau khi đã chia tay. Thời điểm đường ai nấy đi, Ly Kiêu đang mang thai xong cô vẫn chấp nhận làm mẹ đơn thân mà không cần đến sự trợ giúp của cầu thủ gốc Hải Dương. Nam cầu thủ từng nhiều lần ngỏ ý muốn gặp con trai, nhưng cho đến nay, Ly Kiêu vẫn không đồng ý để bé khoai tây gặp bố. Quân nghĩ con người ai cũng trải qua sai lầm hay lỗi mà mình gây ra. Quan trọng là sửa lại sai lầm để tốt hơn. Mình vẫn chưa được gặp con, mình nghĩ mẹ của bé, Ly Kiêu chưa sẵn sàng, cầu thủ sinh năm 1992 nói. Chỉ một thời gian ngắn sau khi chia tay Ly Kiêu, Mạc Hồng Quân đã công khai chuyện tình cảm và kết hôn với người mẫu Kỳ Hân vào năm 2016. Khi ấy, cặp đôi nhận về rất nhiều ý kiến trái chiều cho mối quan hệ này, nhưng cả hai vẫn kiên trì bên nhau. 6 năm trôi qua, cuộc sống riêng của Mạc Hồng Quân vẫn nhận được sự chú ý của dư luận. Anh hiện đang thuộc biên chế thi đấu cho câu lạc bộ Bình Định, trở thành đồng đội của Hồ Tấn Tài hay Đặng Văn Lâm. Nổi tiếng điển trai và đào hoa, nhưng kể từ sau khi kết hôn, nam cầu thủ chưa từng vướng vào tin đồn tình cảm nào mà toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm riêng. Mạc Hồng Quân cùng Kỳ Hân có với nhau hai cậu con trai đều dễ thương và giống bố. Trên trang cá nhân, anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh vợ con, cùng với đó là những dòng trạng thái thể hiện tình cảm yêu thương cưng chiều. Bên cạnh đó, Mạc Hồng Quân còn tranh thủ thời gian rảnh để ở cạnh vợ và hai con, bù đắp cho quãng thời gian bận rộn với lịch thi đấu. So với thời còn độc thân, nam cầu thủ đã cho thấy mình trở thành người có trách nhiệm và biết yêu thương gia đình nhiều hơn. Cách đây ít lâu, Kỳ Hân đã sang Cộng hòa Séc để ở cùng con và bố mẹ chồng. Trong khi đó, Mạc Hồng Quân phải thi đấu ở Việt Nam nên hai người phải tạm chia xa. Chẳng thế mà Kỳ Hân phải bày tỏ nỗi nhớ của mình với chồng thông qua mạng xã hội. Xa cách lâu ngày, tự nhiên thấy nhớ nhau hơn. Trước giờ chưa thấy nhớ nhung gì, chắc tại vì thời gian dành hết cho các con nên không còn chỗ cho bố. Khi chỉ quanh quẩn một mình một khoảng thời gian thì sẽ cảm nhận được sự yêu thương nhớ nhung, cô viết. Tạm gác lại quá khứ, chàng cầu thủ nổi tiếng đang được tận hưởng hạnh phúc viên mãn mà nhiều người mong ước bên vợ con. Về phía Ly Kiêu, bẵng một thời gian dài qua đi, giờ đây người ta chỉ thấy một Ly Kiêu tràn đầy sức sống, đảm nhiệm xuất sắc vai trò mẹ đơn thân, nuôi dạy bé khoai tây khôn lớn. Cô chia sẻ, khoai tây rất ngoan, biết chăm sóc người khác và nghe lời mẹ. Nhờ vậy, Ly Kiêu có thời gian chăm lo về tài chính, giúp hai mẹ con có cuộc sống sung túc hơn. Dù không có trụ cột là người đàn ông bên cạnh, người đẹp vẫn cho con những thứ tốt nhất, không để con phải thiếu thốn thứ gì. Hiện tại, hai mẹ con đang sống trong một căn hộ cao cấp tại Hà Nội. Nhìn vào những bức ảnh hàng ngày mà Ly Kiêu chia sẻ, ngôi nhà được cô trang trí theo phong cách hiện đại với tông màu vàng trắng chủ đạo. Nội thất bên trong các phòng cũng được cô đầu tư kỹ lưỡng, đặc biệt là phòng riêng của khoai tây. Không khó để nhận ra, cuộc sống của hai mẹ con Ly Kiêu vô cùng đầy đủ và có phần khá giả. Bé khoai tây luôn được mẹ ưu tiên lên hàng đầu. Người đẹp thường xuyên đưa con đi du lịch, trải nghiệm nhiều nơi để con có thêm kiến thức sống từ khi còn nhỏ. Để có được ngày hôm nay, nàng hot girl năm nào đã phải nỗ lực rất nhiều. Rời xa ánh hào quang của showbiz Việt, cô quyết tâm kinh doanh thời trang để cải thiện kinh tế. Giờ đây, chuỗi cửa hàng thời trang của cô đã có thêm 2 chi nhánh mới, mang lại nguồn thu nhập cao cho mẹ đơn thân này. Dù bận rộn với công việc kinh doanh, chăm sóc gia đình, lại đã trải qua một lần sinh nở, nhưng gương mặt rạng rỡ xinh đẹp và vóc người nhỏ nhắn thon gọn của Ly Kiêu khiến ngay cả những cô gái trẻ cũng phải ghen tị.